Rồi, ok, hello anh em Nonolip. Chào mừng anh em đến với ca chiều trên Nonolip vào chiều ngày thứ hai. Không biết là các anh em đã đi học đi làm về chưa? Bây giờ cũng đã là 7:07 tối rồi. Bây giờ là anh em coi như là xóa rồi. Tôi nghĩ là bây giờ ai cũng đi học về rồi, ai cũng đi làm về rồi, chả có trường học đéo nào dạy bây giờ, cũng chả với cơ quan đéo nào làm bây giờ. Nên là các anh em đã về đến nhà rồi thì mời tất cả các anh em chuẩn bị coi như là bật ngay PUBG lên để tham gia vào giải đấu PUBG khắc nghiệt nhất Việt Nam, DCT Solo Championship nhá. Ngày hôm nay thì như là tôi đã gióng giả với anh em từ chiều đấy, tôi đã gióng giả với anh em từ chiều là ngày hôm nay giải đấu của tôi được vinh hạnh, cũng phải nói thật là được vinh hạnh đón chào hai KOL. Đó là Cao L Vũ Ti Hồng hay có nickname khác là hay anh họ. Em rồi. Anh em đã vậy. Tâm. À. Và thứ hai là Cao L Đạt OC, tức đạt chuyên môn có với cái kỹ năng nó gọi là cái gì nhỉ? Ép sung cho phần cứng. Và mời anh Đạt. Nghe sang quá nhỉ. tôi OC ấy nhá, OC. Mới sung, mới sung. OC đọc nó vẫn hơi sai chữ tả, hơi sai OC, OC, zone OC à? Anh em thích gọi đơn giản là óc chó cũng được. Đấy, tôi cũng vinh hạnh, khó khăn lắm mới mời được anh em bạn Cát C, nó cứ ngang với lại cái việc mời Cristiano Ronaldo quảng cáo cho Shopee đấy, đéo phải đùa đâu khổ. Mỗi lần vào Shopee cứ thấy anh Ronaldo mời các bạn mua hàng trên Shopee. Đéo hiểu anh Ronaldo phải luyện bao nhiêu lần mới nói được cái câu đấy, thề với anh em khổ, mồm miệng méo sách cứ đi mới nói được, tiếng Việt khó khổ. Chắc anh phải quay đi quay lại chắc phải 50 lần. Sáng nay xem cái video đéo gì của Harry Won à? Thì bạn trên MC giới thiệu người đoạt giải là Châu Bùi, đặc biệt là Châu Bùi. Nhân vật được ảnh hưởng trên mạng xã hội bởi bạn Châu Bùi. Thế à? Vãi đái vãi đâu, gửi cho cái video xem nào. Châu Bùi. Châu Bùi. Đó là, đó chính là Châu Bùi. Em kia chắc đờ vẽ cả người ấy, đéo dám lên nhận giải. Châu Bùi có phải Willax không? Cái con mà ấy, đây để gửi cho mà xem. Con à? Anh em bị giật lại anh em F5 nhá. Thôi nói chung là cái chuyện Châu Bùi với Châu Pùi đấy thì thôi bỏ qua đi. Ngày hôm nay thì đấy, như tôi đã nói với anh em là cái giải đấu DCT Solo Championship này, bọn Đạt cả bọn Vũ đang rất là coi thường. Nó bảo giải đấu của tôi đéo khác gì giải đấu dành cho mấy con gà bắn với nhau, kiểu con hát mẹ khen hay. Cho thì nên là con gà thì còn chê cái đấy, cho nên là anh em mẹ, anh em xem là ngày hôm nay tôi yêu cầu tất cả các tay to PUBG đã từng tham gia giải đấu của tôi nhé, tất cả các anh em trồi lên và hiện hình. Nghe chưa? Trồi lên và hiện hình rồi đây. Hôm nay là phải mẹ mặc bộ đồ mẹ vintage, đồ cổ. Để mẹ thể hiện với anh em biết trình độ. Đấy, thế thì bộ áo mẹ xuất hiện từ season 1. Đấy, cho nên là hai thằng kia nó rất tinh vi. Ngày hôm nay tôi yêu cầu tất cả các tay to là vào đây là trừng trị nó. Thể thức vẫn như vậy thôi Vũ Đạt nhé. Chúng ta đấu hai trận, một trận là bắn theo coi như là cái luật chơi gọi là luật rừng, còn trận thứ hai chúng ta sẽ bắn coi như là với luật gọi là luật bình thường. Đấy. À, giải nhất hai là khác gì nhau? Thí dụ nhá, giờ đầu tiên thí dụ nó sẽ có thể là bắn theo kiểu là chỉ có lục, hoặc là chỉ chơi súng ngắm, hoặc là chỉ sọc gân, hoặc là đéo có gì chỉ cầm dao chém nhau. Đấy. Hoặc là chỉ tính theo số kill nhiều nhất, chứ đéo tính là ai top 1. Còn trận thứ hai thì bao giờ cũng là theo thể thức bình thường, tức là tính theo top. Đấy, cứ top 1 có 300k, các top khác đéo có gì. Dừng em bảo có khi là chơi cái kiểu, kiểu gì? Thằng nào mà top 99 thằng ấy thắng đi. Đi. Nhanh. Hay đấy. Đi. Thế thì chết được chết thế đầu tiên đấy. Thế thì phải chết xong rồi đéo có động lực gì kết thúc giải mẹ luôn à? Vừa vào có người chết luôn, thậm chí còn đéo biết ai chết kết thúc giải mẹ luôn à? Ai bắn nữa? Nhanh như thế thì anh mới tổ chức một tối được khoảng độ chục giải. Chục kết thì phải 200 giải một tối chứ đéo phải là chục giải. Rồi anh em ạ, đấy thế thì giải thích cho Vũ với Đạt rồi. Vấn đề thứ hai phải giải thích Vũ với Đạt là bây giờ thích bắn, cho chúng nó chọn map anh em ạ. Nào bây giờ chúng mày thích map gì?
Mép nào chẳng được. Em trước em cũng tưởng cái giải Lonchet anh nó danh giá lắm. Em vào nhẹ nhàng top 2. Đánh với toàn các thách đấu đoàn. Được à? Mép nào thế thôi. Nhưng mà lần này thì em khác nhé. Lần này là có giải, ăn giải thì em vẫn nhận tiền. Ừ, được rồi, ăn giải vẫn nhận tiền. Được rồi. 300k anh em cho xem làm như nào cho nó vậy nào. Bây giờ custom match tao nhắc lại nhá, là phải vào cho nó nhanh nhá. Có là tí nữa lại bị miss. Giao diện mới gấp bấm nhỉ? Bấm vào trong cái phần roi đây. Ờ dạ đúng rồi đấy, cái chỗ vào game ở đâu? Custom public này. Public match cái kia. Cho mẹ đó, custom xong đâu. Có sở buổi custom đâu. Mode xong vào normal mode. À đó play à? Custom match đúng không? Normal mode à? Vào custom match xong vào normal mode đợi ở đấy, tao tạo xong thì sẽ còn nó sẽ hiện lên. Tên phòng là gì? DCT solo nhé. DCT được rồi. Rồi. À đây, có map Eragol này, là Eragol mới rồi đây. Có thể chơi được map Eragol mới rồi đây. Eragol làm lại rồi đây. FPP nhá. Eragol Rebek à? No. Giải giải này có được dùng hack không anh Dũng ơi? Hack thoải mái mẹ luôn, dùng hack càng đắt tiền càng tốt nhá. Chàn mẹ đã tốt ta nhất là nên đánh 4.000 đô nhá. Nào bây giờ nhớ nhá, DCT solo ấn sẵn một cái ô search đi. Tao ấn tạo phát là phải search cho nó vào ngay cơ chưa? Không có là dễ là bị chiếm mất chỗ đấy. Sao? Nhanh mẹ lên. Yeah. Ở sẵn trong đấy, ấn nút ô search sẵn đi. Ô search sẵn xong đánh sẵn DCT solo vào. DCT cách rồi. Solo nhá. DCT cách solo nghe chưa? Khi nào tao bảo là bắt đầu vào đi phát là ấn nút search, sau đó là mày kích vào giòn vào luôn. Giải của tôi là không có pass anh em nhé. Không có pass đi anh đéo sất. Giải tôi là đéo có pass. Nên là cứ thỉnh thoảng giải đấu đang tổ chức, cuối cùng thật tốc bộ làm thằng Trung Quốc đéo hiểu. Thế là lại đéo phải trao giải, cái lại lại giữ được tiền. Đơn giản vậy thôi. Đéo hiểu. Nào 1, 2, 3 tạo đây này. 1 2 3. Rồi vào đây. DCT solo. Vào đây. Rồi như nào, rồi như nào? Ấn nút rồi mẹ đi. Rồi rồi vào rồi. Đấy, thoải mái. Mạng sinh vào thứ 17 ngay. Mời các anh em vào ạ. À, thế đấy là có cả tứ kìa. Tứ đương nhiên kinh lắm. Còn rồi, 17 là PAVZZ, tứ đâu, thằng Đạt là vị trí số bao nhiêu? Okay. Em cũng đéo biết em ở số chưa bao nhiêu luôn. Vừa mới nhìn thấy Đạt đẹp trai ở đây xong biến mẹ đâu mất rồi. Em luôn thoát ẩn thoát hiện chứ. Đâu rồi? Bán xem. À đây số 89, ấy là số 89. Tứ là cái gì? Con cu ngỏng số 100 này. Đi. Đéo có đại à? Ngày hôm nay không có đại rồi anh em ạ. Đại ở đây thì đại ăn phạt chắc phải 5 triệu mất. Thử xuất hiện đây xem. Rồi, rồi rồi anh em ạ. Vũ ở vị trí số 17, còn Đạt ở vị trí số 89. Đấy. Anh quên chỉnh chế độ ở đây, vào đây để đây để vào chỉnh chế độ đã. Đây bây giờ bắt đầu mới chỉnh. Đầu tiên là ngoan nhá. Bố top 1 rồi, bố ra bố vế nhá. Ấy da. Không sao. Kinh quá nhỉ. Bố top 1 bố ra bố vế mẹ. Ghê là gớm mất lồn. Ngày như bế, thế nghĩa là mẹ lo mà bế đi. Khoảng đi tầm 17 18 năm nữa là boom nó bế thôi. Nên là bố cố mà bế. Nữa là nó bế kiểu khác đấy, chứ nó không bế kiểu khác. Nào thế là chúng mày thích thi đấu theo thể thức cái trận đầu tiên, thích thế giới ta thể thức như thế nào? Tao chiều. Là kiểu La Hán ôm chum đấy. À cái gì? Chúng mày thích thi đấu cái trận đầu tiên theo thể thức như thế nào? Tao chiều. Ở đây, top chết đầu tiên thắng. K980 thôi, thể hiện trình độ ngắm. Có cúp đủ súng cho mày dùng đi. Melee only đi, kiểu mẹ. Chỉ chém nhau rồi thế. Chém nhau chán lắm, chém nhau khắc nồn gì đột kích đâu. Bom thôi. Em nghĩ là một loại súng thôi. Chắc là nó vẫn phải ra chứ. Chỉ hay là chỉ chơi súng ngắm, chỉ chơi tất cả các loại súng ngắm. Chỉ K98 thôi. Nhớ đủ súng để nhặt. Thật là không có súng với kẻ mẹ đó thì phải chết chứ có gì nữa. Đúng rồi, giết người để có được súng. À, thế à. Yeah. Nó không có súng thì chịu nữa còn gì nữa. Kéo qua súng thì giết người kiểu gì? Đấm à? Không, bây giờ sẽ như thế này. Số lượng đạn chỉ là 0.1x. Đạn của tất cả các loại súng chỉ là 0.1x. Còn lại là cho tất cả các súng là đều tất cả loại súng ngắm. Nhưng mà đạn thì chỉ có 0.1x đạn thôi.
Nào, chơi không? Dạ. Nha. Thế nếu nào có thằng có cả thằng China HRK vào kìa. Thiệt mẹ. Mẹ. Rồi các bạn. Elbow smile. Kiểu phải hao đang Trung Quốc rủ cho mà. Đi mày quyết mày luôn. Đấy. Mẹ mày Weibo smile á. Weibo ấy. Mạng xã hội Weibo ấy. Địt. Tí thì anh ấy vào là anh có top 1 đấy. Anh ấy xỉa. À đây, vũ khí cận chiến thì cho nhiều. Đạn thì sẽ rất ít. Crossbow đéo có. Flare gun đéo có. Ngắm. Bây giờ lại còn có flare gun à? Cho ngắm nhiều lên. À... rồi, số lượng đạn sẽ chỉ là 0.1x thôi nhá. Súng anh em thể nhặt được rất nhiều à? Nhưng mà đạn thì chúng ta sẽ phải chất chiêu một cách, phải nói là bố của chất chiêu bạn luôn. Mỗi hộp được mấy viên? Hay là rất ít hộp? Rất ít hộp. Một hộp vẫn 3 viên rồi. Ừ. Ba lô chỉ có ba lô level 1 thôi nhá, đéo có các ba lô level cao nhá. Đấy, mà chơi phải thế này. Không có chúng nó lại khinh thường cái giải đấu của tôi, không biết thế nào là cái chữ khắc nghiệt. Đéo có xe đâu nhá, lo mà chạy bộ nhá. Mẹ chấp nhận chứ kêu đéo. À thôi cho motorbike. Motorbike thì được. Thuyền đéo có nhá. Aquarium đéo có nhá. Rồi. Ơ cái phần mẹ comment lại bị đỡ à? Để xem nào. Rồi, ok. Nào. Confirm. Xong nhá. Thế là nói chung là chơi gì đấy? Súng ngắm à? À chết. Thằng số 1 lại hack, nhảy ngay ở số 1 sang ngay phần Observer. Đúng rồi. Sẽ chỉ có các loại súng ngắm. Nhưng mà cái trữ lượng đạn là sẽ chỉ có 0.1x so với bình thường. Ba lô chỉ có ba lô 1. Tuy nhiên bù lại ấy thì lựu lủng, giáp dũng, rồi là coi như là các cái thứ phụ kiện gắn cho súng thì rất nhiều. Và kể cả vũ khí cận chiến cũng rất nhiều. Nghe chưa? Đấy chính là luật nhá. Tức là có súng ngắm không? Trời, xưa này là không bao giờ đeo tai nghe đâu. Nói thằng kia anh em mà đeo. Thánh xuất tinh, ôi dồi ôi, thánh xuất tinh gửi cứt. Anh em, ui dồi ôi khi. Rồi ok, start bắt đầu nào. Đây có Tứ ở vị trí số 100, Đạt ở vị trí số 89, nó xin nhắc lại có cái anh em Việt Cống 00606 nhá, Việt Cống nhá, nghe chưa? Việt Cống nhá, anh em mày là sống ở miền Nam cực. Ừ. Ở miền Bắc Việt của Việt Nam, mà. Gọi là vậy, nơi mà nó rét mướt suốt ngày. Rồi là Việt Cống nhá, rất còng tay còng chân. Đéo hiểu sao có anh em Thánh xuất tình vãi lìn rồi. Có coi như là các cháu ở trong team Đụt Junio nhá. Đâu nhầm nãy vừa nhìn thấy Đụt Junio đâu, khổ các cháu mà vào bắn đi thôi. Rồi ok, nào vào thôi, không nói nhiều. Tuy thôi, các cháu cứ thử giết chú xem là chú kích khỏi team gay. Đi ui rồi. Tuổi. Khổ bây giờ vẫn còn những anh em mà cái gì Văn Hải Roxa vẫn còn vào comment rank Bạch Kim 3 để được chơi coi như là custom đấu trường chân lý à. Nhầm mùi mẹ lạc rồi, lạc. Luôn lát mẹ rồi. Khổ anh em Văn Hải rốc xa thật. Chắc là nghe nhạc rốc từ xa cho nhiều khi là nó cũng hơi nát. Trầm cảm. Thế hỏi đây là FPP hay TPP đấy? FPP nhá. Giải đấu mẹ chuyên nghiệp đéo giờ chơi TPP nhà quỷ à? Mẹ chung kết thế giới người ta còn có cả TPP đéo hiểu. Chung kết nào thế giới có TPP? Có chung kết thế giới năm đầu chả có TV. Và anh thấy bảo là cái đội gì vừa mới vô địch cái gì ti được là tổng cộng được bao tiền đấy? Mấy triệu? Thế em ấy chắc phải bao nhiêu? Chục triệu à? Vãi lộn nhỉ? Mẹ công nhận vãi đái thật. 200 tỷ ạ. 230 tỷ. 230 tỷ mà chia cho mấy thằng? 5 thằng à? 5 thằng. Ôi, chắc phải 7-8 thằng. Mỗi thằng nó cũng easy được 40 tỷ. Thật. Cho là 6 thằng đi. Một thằng mỗi thằng 40 tỷ đéo đỡ được. Vãi game này bây giờ meta nó có thay đổi không? Mẹ mày rồng mẹ mày. Meta gì có thay đổi gì vừa mới vào thấy lồn mẹ mày vãi cả đài với giải đấu mẹ khắc nghiệt từ tận chỗ mẹ phòng chờ à? Mẹ sẽ vãi cả lìn toàn thấy con cặc với lại đéo gì vãi cả lìn. Mẹ bố cái đài 300 lấy hết. Mẹ anh em ơi, vào tìm thằng mẹ Vũ Thị Hồng ra lắp giết đây. Lờ bờ đéo gì.
Đấy, bây giờ anh nhìn cả map này có ai có quả mẹ áo mẹ vintage của em không? Anh giấu cho. Thịt mẹ gieo luôn nhá. Ơ đi mẹ thằng nào gì đấy? Đúng rồi. À đây 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 đây. Thằng này giống mình này. Áo hồng à? Áo hồng, áo hồng. Thằng này à? Xin bay à? Áo hồng, áo hồng. À thằng áo hồng à? Áo hồng, áo hồng. À thằng áo hồng. À xin bay à? Mày hả? Đâm nó luôn. Đâm nó cho tôi. Mẹ mày quá. Đúng rồi, không. Thằng đứng bên này, thằng đứng bên này. Thằng Vương Quốc đúng không? Nickname Vương Quốc đúng không? Thằng này các em ơi. Thằng này các em ơi. Mẹ nhá. Mẹ nhá. Đơn giản cứ vậy vào trận thôi, coi thẳng vào màn hình xong rồi bình luận. Nào. Giải này cho soi soi chim thoải mái, thích làm gì làm, đây đi giỏi thì làm đi. Rồi, mày bắt đầu bay rồi. Vòng xuống đâu đây? Máy bay đang bay từ chéo đảo. Nào để xem là đạt với Vũ vậy. Việt Nam Bochinki nhá. Xuống đây. Bochinki đấy. Việt Nam Bochinki nhá. Kuzo đâu rồi? Đạt nhỉ ở đâu? Nờ Đức. Bochinki còn gì nữa? Bổ kẹt. Đâu thấy nhảy đéo đâu tình vi vậy. Đâu? Thực ra em xuống trường. Xuống cái gì dưới cùng là gì? Không quân sự. Vũ đâu rồi? Đấy à? Sao? Đéo thấy mẹ nhìn trên map đang không thấy hạ cánh ở đâu. À đây rồi. Ôi giời ơi. Đéo đang tự hạ à? Tự hạ đéo gì mày ấn hạ đi còn bảo tự hạ à? Còn đéo đâu? Hay là tại nó xuống hết cỡ rồi? Mày không bấm thì ai ấn? Em chẳng bấm gì cả. Chắc tự chứ. Mẹ là chưa đến cuối map tự thì đéo được. Ta tan 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 ta ta ra tan tan. Vâng. Nếu anh em chưa biết thì đây chính là Vũ. Vũ đang hạ cánh xuống một khu vực có thể nói là đồng không mông con nhà bà quạnh. Thì thôi. Thế này thì chỉ có đớp cứt thôi. Nào, đạt đâu rồi? Thì tôi vậy có quả xích cô với cả cái giảm thanh. Đạt của chúng ta đây, vâng. Đạt đây rồi. Nể tình anh em là... lâu nay coi như là thân thiết từng báo luôn với cả Đạt là xung quanh Đạt chả có một thằng bỏ mẹ nào nhá. Toàn bộ khu này đều có một thằng nào. Đạt sướng vãi đái đi mẹ, thích đi đâu nhặt thì nhặt nhá. Đạt khôn phết nhảy xuống khu vực đéo có một ai. Mẹ đấy là chính độ rồi. Ôi đã quá nhiều Faker chết mẹ rồi. Faker 113 chết mẹ rồi. Vãi đái ạ. Vì ăn đạn VSS và mùa mà nhục thế thì sống làm gì em ơi. Anh em Faker chết rồi. Cứ tưởng Faker chơi game giỏi thế nào. Chứ còn thế này thì đéo hiểu phụ kiện lắm thế. Vũ mà Vũ đã có trong tay coi như là một con mã tấu machete. Machete này là mẹ vũ khí end game của Forest đấy. Ok game everything game. Mày Vũ nhá, anh em tao cũng nể tình anh em mình chơi với nhau lâu rồi, báo cho mày biết là xung quanh cách mày khoảng tầm 500m là chả có thằng bỏ mẹ nào nhá. Đi. Cứ xách dao mà đi hành đạo. Nhảy kiểu đéo gì nhảy giữa map ạ, chán mẹ lìn. Đi đéo có chỗ một cái gì ạ? À? À, đéo có súng à? Chuyển sang lột mẹ. Súng nhiều thế đéo hiểu sao không thấy súng. Set 3x súng mẹ ngắm vừa vào thấy VSS bắn người như điên, đéo hiểu. Đấy. Đi. Súng nổ đâu? Đạt vẫn đang. Đạt và Vũ vẫn đang mã tấu đi mẹ. Thôi, cho hai thằng chúng nó thoải mái đi làm gì đã, tôi đến những diễn biến khác xem game nào có súng không chứ. Đấy rồi. Đéo hiểu ông ngắm ạ. À. Anh em refund Nguyễn Phờ Hàn à. Ôi giời ơi. Nguyễn Phờ Han vừa mới có Q tay vừa có coi như là SKS lại vừa cầm coi gì đây đây là gì? Ủa? Mẹ đéo ơi. Đây là cái khẩu khẩu gì đó? Địt mẹ nhà lồn thì hai cái chế ba chế tè à, SLR nhau. Địt mẹ xếp nó có xếp đều trên trận chứ đi. Đéo hiểu về thùng máu to với cả Anerarin vậy đéo thiếu một cái gì cả. Đây rồi anh em Trương Center đang cầm mini. Địt mẹ nhà siêu tập ống ngắm mẹ rồi. Đang bắn phía anh Phú Dũng đéo gì. Ôi rồi chết rồi. Vâng. Trương Center bắn rất tốt.
Rồi, hai thằng kia vẫn còn đang chưa có cái vẹo gì thì em này thì nhân phẩm không hiểu. Kanye và Vương Quốc. À, thanh niên Vương Quốc lại chửi tôi ở ngoài phòng chờ đây. À, nằm mà, nằm mà. À, nằm mà. Đúng rồi, anh em Kanye lao lên. Ồ, bàn grab đồ này có grab được không? Chắc không được nó đi ta. Em ơi, em Kanye bắn chết bỏ mẹ, bắn bỏ mẹ thằng chó đi em ơi. Thằng đấy nó chỉ lanh quanh đấy thôi, em xem nào, giết nó đi. Trong này có xe không? Vãi lồn thật, vãi lồn chim mén thật đấy. Hả? Tôm này có xe không? Có xe, chỉ có xe máy thôi. Đéo có bất kỳ một loại gì phương tiện nào khác đâu. Xe máy tỷ lệ bình thường không hay là lại mẹ siêu hiếm? Tỷ lệ bình thường, siêu hiếm đéo gì. Tỷ lệ như bình thường mẹ luôn. Có mấy anh em có phải tầm chục người đang lái xe máy trên bản đồ kìa. Thế anh em lái xe máy đang ở vị trí nào? Ấy ra. Nhiều SKS lắm. Ấy là anh em này vừa có K98 vừa có SKS ạ. Dụ bắn bằng. Đéo nào chụp nó xem thế. Mẹ SKS còn bắn bằng Red Dot ạ. Phía trên là toàn. Mình đi nhiều phụ kiện mấy luôn. Thế thì mày gọi là xem mày... tình hình đạt với Vũ thế nào rồi. Khổ. À thôi, từ từ xem anh em Kaito này có dám lên không. Lên đi, vừa có mẹ. Ôi ôi mẹ, 50+ viên đạn mẹ K98 ạ. Đéo hiểu đạn hiếm kiểu gì mà đạn nhiều này. Tổ sư mẹ chứ còn gì nữa. Căn bản là đạn hiếm nhưng mà nó là hiếm với cả cái thể loại súng trường. Còn đối với súng ngắm thì nó chỉ cần 0.1x thôi là nó cũng đã mẹ là nhiều rồi. Đéo vui rồi, đéo vui rồi, đéo vui rồi. Sika vừa lẹt đéo ở nhà đéo gì có chữ Sika ở đây. Đạt rồi. Không vui vẻ gì rồi. Đâu xem đạn, đạn mở rộng đạn. Mẹ cả cái khu đấy chỉ có mỗi mình mày đạt đạn, đừng làm tao thất vọng. Đéo có súng thì là đéo. Cả khu đấy chỉ có mỗi mình mày. Bò còn đâu? À đây rồi. Đây rồi anh em khôi vi và thương xe tơ. Ơ thế SKS đấu nhau. Admin có biết được vị trí nào có ấy không? Biết cứt được thì đéo biết được, chỉ biết được xung quanh mày có thằng nào không thôi. Tao báo mày 500m xung quanh mày đéo có ai thì cứ thoải mái mà chạy đi, còn kêu đéo. Sao lại phải chạy? Chạy là chạy lấy đồ ấy. À. Nãy giờ vẫn lấy mà, vẫn lấy đều, nhiều đồ lắm. Mỗi tội không dùng được. Ấy giả SKS với 4x, một mạng, lại còn có cả giảm thanh ạ. À. Anh em min boy nhân phẩm cao VL. SKS 4x giảm thanh. Rồi thế này thì mẹ. Thôi. Thôi tôi xin phép. Vũ kinh quá nhỉ. Vũ có vẻ ác nhỉ. Đâu xem tình hình Vũ ôi như thế nào nào. Ôi ôi tôi xin phép. Không có cái giảm thanh nào nhỉ. Bằng đạn mở đéo rộng. Sao anh em để hai thằng chúng nó sống lâu thế mẹ. Bình giờ, thường cái tầm đó. Này nó phải chết lâu mới đúng nha. Ôi Vũ đã có SKS phải ngắm 8x ạ. À. Dạ vâng. Thôi. Nhiệm vụ mình bây giờ là game thôi. Đi mẹ kinh đấy. SKS ngắm 8x. Để lại có một đống đạn lồn đấy. Đéo nó chẳng nó hết. Kinh đấy. Chúng ta chỉ còn 70 người còn sống thôi. Thanh niên Vương Quốc vừa mới ra đi. Ủa tự nhiên mày đen rồi lạc đi tách tự thì đéo nào. Bây giờ làm gì? Phải làm gì? Phải làm đợi gì? Một tí nó sẽ vào lại, cứ bình tĩnh nào. Có cần quit game vào lại không? Không phải quit. Đéo. Network đi tách thì đợi đấy được. Đó là chuyện bình thường. Mày đâu ngồi đấy cam gì đéo có ai mà mày cũng đang ở trong bo sợ đéo. Quit nhá. Quit thì phải tắt ra tắt hẳn game. Ấy da quỳnh quá vậy anh em cool cao. Phải an em đúng không? An em đúng không? Phía đằng xa là Quách Văn Thiến. Đéo đi hầu. Quách Văn Thiến đang đến gần. VSS của cool cao. Bao nhiêu năm trở như lại vậy là cool cao không phải là người giết còn. Thanh niên phía trước mà hóa ra là Quách Văn Thiến. Anh em mà Quách Văn Thiến đang cầm trong tay SKS. Vâng, SKS và VSS. Tất cả hai súng đều có chữ S. Nhưng mà lại không phải là sếp. Đấy kiểu vậy. Anh Dũng bảo kê cho em nhá. Em mà thua thì là mẹ anh ra thẳng tiền đấy. Lao vào nhà. Thiến vào nhà rồi. Cool cao cũng đang xuống. Giật. Mẹ vãi cả đại với pha mẹ SKS giật từ chim lên đầu. À đây là Quách Văn Thiện An. Ôi giời khổ. Lúc nãy nhìn cái kia thì nó cái tên bên trên nó bị cắt. Thành ra là nhìn thấy là Quách Văn Thiên. Tưởng là Quách Văn Thiến. Quách Văn Thiên An nhá. Ôi giời bắn mẹ SKS đỉnh cao quá. Này. Tình hình đạt như nào rồi. Xem đã có khẩu gì trong tay.
Vâng, Đạt đã có VSS ạ. Dạ ái giả, kinh quá nhỉ. Mẹ một mình một khu đi nút, đéo nút được nghỉ mẹ đi. 10 kế mẹ về băng vệ sinh ạ. Rồi, Đạt đã có mũ 3 rồi. À đâu đâu, mũ này mũ 2 đấy chứ. Mũ 2, Đạt đã có mũ 2. Một cái chảo phía sau để che chắn cho đít. Và một khẩu VSS. Ê nha, lại coi như là anh em đã chơi với nhau đã lâu hay là cũng thông báo Đạt luôn nhá. Xung quanh Đạt 500m chả có một thằng đéo rồi nhá. Em nữa. Vũ à. Vào lại chưa? Vào rồi. Đâu xem nào. Sao nút? À này, đéo hiểu. Đéo hiểu PVZZ đang ở trong 58 người còn sống ấy. Cùng với Đạt đang ở trong 58 người còn sống ạ. Đéo tỏ hiểu mẹ. Anh em ra game thủ cụt tay cũng nhiều. Para game cũng nhiều. Đấy, chỗ này đéo ngó được à? Đéo có ai đã bảo là cách mày. À không, có một đối thủ ở gần Vũ. Khoảng tầm 200m. Hướng nào thì ta sẽ đéo nói. Đấy, tự mà biết. 200m. Này, Vũ thế đạo chết mà xem. Anh em ha ha hi hi. Đây, anh em ha ha hi ha hi. Đang có trong cái đối thủ, đối phương của mày có SLR và mini nhá. SLR với 70, à với 90 viên đạn, có mini cũng 90 viên Vũ ạ. Đời Vũ kêu cô con mẹ nhà nó liêu rồi. SLR có ngắm không? Cả hai đều có ngắm 8X nhá. Mini, à không, mini có ngắm 8X, còn SLR với Red Dot nhá. Chúng ta hãy cùng hy vọng là Vũ sẽ không để mất khẩu SKS với ngắm 8X bố đời của mình. Anh em hai hi hi rồi đéo biết Vũ ở đâu, bởi vì là tôi đang chuyển sang soi hai hi hi. Cho nên là hai hi sẽ đéo biết vị trí của Vũ. Em bị bắn rồi! Đi, Vũ bị bắn rồi, đéo đéo bắn, à đúng rồi, Vũ bị bắn rồi! Vâng! Ai đây? Như tôi thấy như Vũ bị bắn rồi. Bị bắn từ khoảng cách rất xa. Rất xa. Mà chính Vũ cũng đéo biết là bị bắn từ đâu đến. Có lẽ là xuống đã. Đi này chết à. Này. Đéo thể ở lâu được. Này. Này. Rồi bắn đi. Thách kẹo các thêm cái bánh nha. Ngồi đấy này. Này, phát đầu này. Con kẹo nha. Mẹ. Nên nhớ là đối phương của mày vẫn ở khách 200m nha. Cái thằng mà nó bắn mày lúc nãy là không phải là cái thằng gần đây. Đấy, tao chỉ nói như vậy thôi cho nó nhanh. Tôi là tôi công bằng lắm, tôi chỉ cảnh báo như vậy thôi, còn lại là tự lực cánh sinh. Ui. Thôi, lúc khác anh em nói chuyện. Anh em nói chuyện lúc sau đi. Ui dồi. Anh em cool LC đã có vậy, kill rồi. Này, game thủ. 5 kill rồi. Game thủ giải của anh không... ấy có... Game thủ này không có phải là thi đấu para game không, đéo gì ạ? Bắn suốt từ nãy giờ đéo mất máu nào ạ? Mày bắn mày bị chắn bởi cái kia anh ra mày mới không bị. Đâu rồi, sao nghe là bắn. À tôi biết anh em được đấy ở chỗ nào rồi. Đây, chắc chắn là đây mẹ luôn. Đây, tôi đã biết người bắn Vũ rồi. Đứa vừa bắn mày đang dùng SLR với giảm thanh và ngắm 6X. Bảo sao đéo phát hiện. NV Thịnh đang bắn xuống CSCQ. Bắn nổ xe máy rồi. Cú phản công không? Cú đang phản công. Vũ tạm thời được yên bình khi mà coi như là đối thủ đang bắn anh đang bị một đứa khác đang săn. Thôi xe máy nó cháy rồi, bắn gì bắn nhiều thế. Anh em cu đang có không kill trong tay, đang cầm mini, vừa mới uống máu xong. Cầm tiếng xe. Không phải anh em anh em ai, không phải anh em bắn. Đứa bắn là nó ở trên đây này, thanh niên đang đứng ở trên này này. Bắn hổ thần. Đâu xem Đạt tình hình nào rồi. Đạt vẫn còn với khẩu, Đạt đã thay từ VSS sang mini rồi. Mẹ VSS ngon thế thì đéo dùng, thì mày tỉa ngon thì đéo dùng gà VL. Đạt còn đang bận chạy bo. Đéo, ui chị. Tình Vũ như nào rồi? Chưa sao.
Này, Vũ chết này. Tôi đã rất nghi là Vũ sẽ chết. Tôi đang rất nghi ngờ là Vũ sẽ chết. Đối thủ của Vũ đang chọn được một góc bắn ngắm rất tốt rồi. Ngắm về đây à? Có vẻ như anh em Ahahahi vẫn đang gặp vấn đề trong việc xác định vị trí của Vũ. Vũ rất khôn. Vũ đã coi như là có một cái pha như là đi khỏi cái khu vực trước đấy. Anh em Ahahahi soi stream nhưng vẫn đéo biết được Vũ ở đâu. Soi rất sao khó được? Bây giờ anh em tiếp tục soi đi, anh em sẽ thấy vị trí của Vũ ngay. Đi. Bật vấn lờ. Ờ chết mẹ thằng Vũ nha. Có một anh em đang đi xe máy đến nha. Thế rồi. Ây da, mắt tinh đấy. Vũ mắt tinh đấy. Đứa đùa đâu. Khá đấy, đéo ngờ hôm nay được chiêm ngưỡng là Vũ lại có thể nghe được cái âm thanh và nhìn được ở khoảng. Ui, lại nhìn thấy tiếp. Ây da. Ây da, 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 ây da. Ờ. Này cũng kinh đấy. Vâng, phía trước là hoa sa ma. Vâng. Hồi Vũ sắp đi rồi. Đi mẹ. Vẫn là cuộc giao chiến giữa hai đối thủ. Đi mẹ nhạc đéo gì đây? Chơi kiểu con cặc gì nhắc. Nhắc là chuyện bình thường. Anh em nhắc nhưng mà có nói rõ ràng ở đâu đâu. Chỉ nói như vậy thôi chứ có nói rõ ràng gì đâu. Anh em khó tính thế. Thật, anh em khó tính vê lờ. Bắn với người cụt tay trả thương những cái người mà người ta. Đâu hiểu về làm nào để tôi thằng Đạt vẫn còn ở trong top 40 này anh em. Về kiểm tra lại tay chân xem phản ứng nó có nhanh nhẹn không. Tào Tháo vừa bị giết rồi. Anh em Cao tôi Cao vừa bị anh em cảnh sát cơ động giết. Ông Dũng bảo tôi mới tải lại cái game này đấy. Chứ không thì nghỉ lâu lắm rồi đấy. Anh em Ha Hi đéo biết ở đâu. Mẹ cuộc đời là những thôi rồi Vũ ơi. Đâu thỏ ra đây. Con thì thỏ ra đây. Vũ vừa mới bị găm khoảng 2 viên đạn vào đít và mông đít. Chạy rồi. Anh em Ha Hi đang thừa thắng xông lên. Vũ đang bắn phứa dọa kẻ địch. Chạy được không? Chúng ta cùng xem tình hình của Vũ. Nào. Ôi giời ơi. Anh em bắn đéo cần ngắm kìa. Phải luôn. Kinh vậy. Vũ đang đầu ngang tay ngang sức ạ. À. Được đấy. Được đấy. Vũ đã đứt. nhảy đi. Hết mẹ đạn thì vẹ như lìn. Bắn lại còn gì vậy? Bắn lại còn đéo cần dùng ngắm, đéo hiểu lắp 8x là đéo gì, bắn lại còn bắn bằng tâm chứ khổ. Mẹ 8x bắn để gần đây bắn con kẹo à? Quả đấy mà trúng được 2 viên là anh em 2 hi chết đấy. Khổ, Vũ cứ nhảy nhưng mà rất tiếc lại nhảy lách nhưng mà nhảy lách lại trượt. À Vũ đã chết đéo đâu, người vẫn còn rung mà chưa chết đâu. Đi. Vũ chưa chết mà, người vẫn còn rung. À thôi, hết rồi, chuỗi thở cuối cùng rồi. Chính thức là coi như là yên rồi. Chúng ta chỉ còn lại Đạt thôi ạ. Và giờ đầu đã kết thúc với Vũ, có vẻ như Vũ sẽ xếp thứ dưới 40. Thế cũng là cả một sự bố đời rồi. Ta cùng xem Đạt. Đạt đang có trong tay một khẩu mini và một khẩu SKS. Mini với coi như là giảm thanh và ngắm 4x. Khá kinh. Khác bọt với Vũ VL. Nào, xem nào. Chưa quen chuột lắm. Trận thứ 2. Đấy, đi đáy ỉa đi. Trận 2 quay trở lại. Game này chắc là 10 phút nữa xong cái gì. Ông đó đang tính nhường thấy bắn ngu quá nên cho chết luôn. Thật cái quả đấy là nhường. Không là phải giết Vũ từ lâu rồi. Vâng, Đạt đang ở gần. Ôi dồi ôi. Đạt đang chuẩn bị chết thì lại có người bắn chết cái người đang bị bắn Đạt. Đạt quá son. Anh em đụt dung Gearin có thể nói là vừa mới cứu mạng Đạt. Thì đấy là tôi gọi đấy là bồn nào bồn nếu dám giết thượng
Đáng lẽ là Đạt đã chết ở cái pha bắn này nhưng mà lại có anh em khổ. Thành cây anh em MB quá gửi gà. Phía gần Đạt là có anh em cảnh sát cơ động. Vành đẹp dài, vâng. Vành đai. Vành đai đã có cho mình 2 kill rồi. M24 và VS trong tay, một khẩu chuyên bắn xa, còn một khẩu thì chuyên dùng để tỉa. Đạt đang ở gần dâm tanh. Dâm tăng và Đạt. Chúng ta cùng xem. Ôi giời ơi, cái người đã cứu Đạt trong cái pha vừa rồi cũng lại chính là người đã kết thúc Đạt. Ôi giời. Hai thằng dâm tanh có trả thù cho Đạt không? Tiếp tục là dâm tăng. Dâm tăng cũng đã bị tiêu diệt rồi. Đây là vị trí xác của Đạt. Đéo hiểu giật hết cả mình à. Ơ nhưng mà cái thằng mà vừa mới giết Đạt cũng lại bị bắn chết rồi. Bài lời. Địt mẹ. Cái giá khu là trả ngay. Thật đúng là mẹ khu này, thật đúng là khu mẹ rồng cuộn hổ phục. Hiện tại chúng ta còn 24 người còn sống. Người đang có được số lượng kill nhiều nhất là anh em Kun LC. Nhưng mà rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta thi đấu không tính theo kill mà chúng ta thi đấu theo top. Anh em Kun LC đang cầm trong tay quả coi như là SKS vàng. Lại còn lắp được cả hai cái ngắm vào để coi như là có thể ngắm được cả cả. Ơ, à, thế con cu ngẩm đâu rồi? Khô. Chết mẹ rồi. Ôi giời ơi Tứ ơi, toàn thấy up hình lên trên mẹ Facebook khoe là mẹ top 1 10 kill với top 1. À, anh em Kun LC như một pha như thế mèo ú mập bịt rồi. Không được, định bắn căn nhưng đéo được, mèo ú mập bịt quá là khôn. K98 với ngắm 6x. Thực ra cái từ để tôi phân tích với anh em cái từ mập bịt này là đối với các anh em trong Nam nó không phải là từ bậy. Nó là một cái từ để chuyên để chỉ các anh em mà mập. Tại vì là cái từ địt đối với các anh em trong Nam mà nó không có nghĩa là ụ mà là nó có nghĩa là đánh rắm. Đấy, thành ra là mà ba. Anh em mèo ú vừa mới nhìn thấy anh em Hoa Sama. Nhìn thấy Hoa Sama rồi, bình tĩnh ra mở cửa, bắn luôn đéo bắn. Bởi vì là béo là hay đánh rắm, cho nên mọi người hay gọi cái câu là mập địt là vì thế. Nó không phải là từ bậy anh em nhé, không phải là từ bậy. Chúng ta còn 22 người còn sống. Tưởng thế nào mẹ. Ừ, căn bản quả đấy là anh soi chim là em bị lộ thôi. Chứ còn các anh em ùa về thì làm sao mà xong nan, làm sao mà tứ địch thủ được. Ùa về mẹ, chỗ đấy đã đông sẵn rồi. Đéo hiểu. Ây da. San top và Bạch Hoàn tô xích. Cứ tưởng là súng ít đạn. Ôi dồi, một pha bắn quá tốt từ phía Hoàng tô xích giữa đầu san top. Đi rồi. Một pha K98 nhưng ngay lập tức anh lại bị bắn từ hướng khác. Hoàng tô xích rất bình tĩnh tiêm máu. Phía đằng xa là đụt tay to hơn chân. À anh em giết Vũ đã bị giết rồi. Chết về tay của CCS System. Toi rồi. Lúc này thì cháu Huy ở trong team đụt Juyo đang ở phía trước Hoàng Tô Xích. Hoàng Tô Xích đang ở trong cái tình huống có thể nói là khá hiểm nghèo. Anh đang bị một thanh niên giảm thanh bắn. Một thanh niên với giảm thanh bắn mà lại còn phải chạy qua cầu. Chỉ cần chạy sang phía bên kia cầu rồi bơi rồi. Vâng, chọn phán bơi. Anh chọn phán bơi rồi. Từ phía trên cao kia Kudo có nhìn thấy không? Hy vọng là Kudo không nhìn thấy anh em Hoàng Tô Xích đang bơi ở phía dưới. Không, phía dưới anh đang là anh em N-I-I-H. Vê đá tỉa còn nhanh hơn cả AK. Vãi cả cứt à. Anh em Hoàng Tô Xích có kịp bơi sang không? Yết kêu của chúng ta sang rồi. Yết kêu của chúng ta sang rồi. Chúng ta cùng xem Yết kêu và Kudo. Kudo nhìn thấy rồi. Yết kêu lặn xuống nước rất khôn. Nhưng không được. Yết kêu đã hy sinh dưới vệ đáy nước. Khổ thân Yết kêu. Anh em Kudo bắn ác quá. Bắn xuyên nước giết. Khổ. Lúc này anh em mập bịt vẫn đang đấu súng với anh em Kun LC. Mập bịt đã có 2 kill rồi. Kun LC có 5 kill. Cả hai đều đang sử dụng SKS. Yết kiêu đi rồi. Khổ thân Yết kiêu.
74 máu của phía mèo ú. Rất đau. Hé đầu phát vào đầu gay. Đúng là tay to có khác. Phía xa à, chắc thấy anh em Tuấn Anh rồi. Đang căn, đang căn. Không bắn vội, không để lộ. Rất khôn. Cảm thấy bắn không giết được ngay là không bắn à. Vị trí của QLC đang một cái vị trí rất tốt. Một phát nữa trúng đầu mèo ú. Lại 74 máu. Ui. Mẹ, công nhận anh em QLC bắn kinh VL. Sao trúng đầu lại 74 máu nhỉ? À đam đam của con SKS à? Ờ SKS. Còn đội mũ 2 mũ mấy nữa thì chả thế. Chạy rồi anh em mèo ú, bọn mình chạy chết rồi. Không sống được không? Ôi rồi sống được kìa. Sống kìa. Vãi lột. Đeo sao sống ạ? Vãi lột. Chạy ra ngoài bo mẹ luôn. Tiếp tục bị bắn từ phía QLC rồi. QLC bắn rất gắt. Không cho cơ hội để mèo ú có khả năng chạy. Giờ đây thì mèo ú quá khó rồi. Liệu anh có chạy vào được không? Ơ kìa. What the... Khó. Ôi giời ơi. Anh em mèo ú mập đi đang cố gắng để sinh tồn. Bo vào rồi mèo ú đi rồi. Tôi đoán chắc là sắp đi đến nơi rồi. Hết sạch máu. Lại còn phải coi như là trốn chui trốn lùi khỏi cái thằng QLC vì nó bắn kinh quá. Năm. Đi rồi. Không, à, đi đéo đâu. Cụ vẫn chưa đi à? Chưa đi. Thế Đạt chết chưa? Đạt chết 10 năm mẹ rồi. Bị anh em vần vò. Thậm chí đến cả cái thằng giết Đạt còn chết rồi chứ. Thằng giết em cũng chết mẹ rồi. thằng giết Đạt. Nó mẹ ấy lắm. Trận chiến khắc nghiệt lắm. Infinity War mà. Cuộc chiến cơ cực mà. Mèo ú vẫn đang tiếp tục định định gạt giò coi như QLC chăng. QLC lên tầng 2 rồi. Nếu mà nhìn sang cửa sổ hướng bên kia là sẽ nhìn thấy mèo ú mập bịt. Rất dễ có thể nhìn thấy mèo ú mập bịt như không. Anh vẫn đang bắn nhau với Tuấn Anh. QLC vẫn đang đấu súng với Tuấn Anh. Ok sao ông Tuấn Anh cả ông đéo nào còn đang quần thảo bên kia thì đéo nào. Ok. Ở đây mẹ kìa. Ok. Ôi giời ơi. Ok. Đéo hiểu mấy em cu đó kìa. Đi. Ôi giời ơi bị bắn từ sau rồi. Cu đô ra đi rồi. Đi này. Một pha sấy mù mắt của Kudo và ngay lập tức đã bị cảnh sát cơ động vành đai giết. Bây giờ tiếp tục là mèo mập bịt. Vành đai đã mắc lốp mèo mập bịt. Liệu với phía mèo mập bịt. Tiếp tục. Ôi M24 trượt. Và ngay lập tức chết ngay với Tuấn Anh. Đúng là cuộc chiến vô cực. Người này giết người khác. Sau đó người khác lại giết người khác đó. Mèo vẫn đang sống. Phía trên cao có vẻ là QLC đang ngắm ra vị trí của mèo thì phải. QLC nhìn thấy mèo vẫn đang bắn. Mèo đi rồi. Mèo đã ra đi. Chúng ta còn 3 người còn sống mà thôi. Ai sẽ có top 1 ngày hôm nay? QLC đang cố gắng để chạy bo nhanh. Nhưng phải chạy một cái quãng đường cực kỳ khó khăn. Tuấn Anh từ hướng kia vẫn còn đang bắn. QLC chỉ có thần thánh có thể cứu được anh trong cái khoảng cách như thế này. Đi rồi. Chắc chắn đi. Như vậy đã xong. QLC trước bài bo. Còn Tuấn Anh và Hiệp. Hiệp 150k. Giá đồng cấp với cả một phò về hưu. Chúng ta cùng xem. Tuấn Anh với SLR và K với ngắm 6X. Một pha bắn gần vào đầu của Hiệp, 46 máu. Tuấn Anh đang muốn chọn một cái góc bắn nó trượt rồi. Hai phát LR trượt rồi. Tiếp tục là K. Ui giời ơi quá đẹp từ Hiệp. Một pha K98 giữa đầu anh em Tuấn Anh. Như vậy là anh em Hiệp 150k. Vâng, Hiệp 150k là người có được 5 kill và cũng là người có được có 300k trong cái giờ đấu đầu tiên này. Hiệp 150k. À, chúng ta cùng ra trò chuyện với anh em Hiệp 150k một chút trước khi đến với giờ đấu thứ hai.
Vũ với Đạt thì cứ coi như là bấm bấm đốt tạ quên coi như là bẻ tay bẻ chân đi cho nó trơn tay nhá, chuẩn bị đến với giờ đấu thứ hai. Đang chạy hát bên ngoài trận nhanh rồi. Giời ơi, mẹ đéo kịp quen tay đâu. À anh em này đặt tên là hiệp 150k là ý muốn chỉ tức là chỉ cần 150k thôi gì? Thế thì thôi thì anh em đã có đồng thì tôi cũng có giả thì làm nào được. Thế thì đó để ra hỏi lại xem là có đúng là hiệp 150k nghĩa là chỉ cần 150k không. Thế thôi thì tôi xin thôi chứ thì cung kính không bằng tuân lệnh. Đâu rồi, khiếp, chỉ có thoát cái game thôi mà nó cũng lâu đéo hiểu. Nào để xem anh em hiệp đâu rồi. Ui gái à, ui khiếp lại để avatar gái nó kinh. Audio open mic up lại back. Ok anh em hiệp à, hiệp à em ơi. Alo hiệp ơi. Alo, em chỉ lấy 150k thôi đúng không? Im lặng là đồng ý, còn mà nói thì nghĩa là không đồng ý nhá. Em chỉ lấy 150k đúng không Hiệp? Hiệp lại còn có quả giày, mẹ giày tây nhìn trông mẹ mới bảnh chọe vãi lìn. Áo thì mẹ đỏ với cạnh trắng. À, như vậy anh Hiệp không lên tiếng ạ. Dạ vâng, anh Hiệp không lên tiếng. Như vậy là cũng có nghĩa là 150k. Rất cảm ơn Hiệp, đã rất lâu và anh đã làm nghề caster rất lâu. Và đến ngày hôm nay anh mới được gặp một player có tâm như em. Thực sự rất cảm động. Rất cảm động Hiệp nhá. Thôi, cảm ơn. Hiệp tức quá ao con mẹ rồi. Vâng, Hiệp tức quá ao rồi. Okay. Thôi, nói đùa thế thôi. Các anh em mà được top 1 nhá, anh em nhớ là tí nữa tôi sẽ đăng cái bài đăng ở trên fanpage cá nhân Nguyễn Dũng của tôi. Anh em và anh em comment tôi cái thông tin tài khoản ngân hàng để tôi chuyển khoản nóng cho anh em. Ok, rồi, chúng ta đến với giờ đầu thứ hai thôi. Chào anh em Hiệp. Nào, bắt đầu giờ thứ hai. Vẫn là DCT solo nhá. Trận này bắn là theo đúng thể thức bình thường. Cái này không hề có bất kỳ một cái san hook nha. Và bắn không hề có bất kỳ một cái thay đổi nào. Tất cả đều theo đúng như bình thường. Thể lệ đúng như bình thường. Chờ tí nha. Qua lại. Mẹ. Rồi, Vũ trực sẵn chưa? Dạ. À, chuẩn bị khi nào tao bảo là tao bảo vào đi rồi vào đấy. Nhiều khi Hiệp hào phóng không cần tiền. Ừ, tôi biết một người tên là Hiệp cũng nhiều tiền lắm. Thì ra chắc anh em Hiệp này là cũng nhiều tiền như vậy. Đại Hiệp mà. Ăn tiền của phò vui không anh? Bây giờ tôi thật là ăn lồn còn thấy ngon nữa là ăn tiền. Thật đấy anh em luôn. Nào xong chưa? Để con tạo nào. Vẫn là DCT solo nhá. Chưa. Đạt đã vào chưa? Đang vào lại, đang ấy lại. Đây rồi, vào rồi. Rồi, vào trong sẵn cái phần tìm phòng đi. Rồi, sẵn rồi, sẵn rồi. Ờ, quên kênh văn hóa. Ừ, tôi quên. Nào, bắt đầu nhá DCT nhá. Rồi, vào đấy. Sao lại chơi cái văn này? San hút con đéo gì? Mẹ. Thể hiện trình. Đây nói chung là trận thứ hai này thì sẽ đi đúng theo thể thức bình thường thôi, nhưng mà sẽ tắt mấy cái gì đi. Cái ke pack kit với lại flare gun là tắt đi thôi. Đấy, còn lại là mọi thứ đều như bình thường hết. Thế đéo nào có cả Yến Yến kìa. Ngay trên em kìa. Đâu? Yến Yến 0507 kìa. Gái kìa. Từ từ, tao đâu ấn vào nút confirm đéo được. Mà cái thổ ghê, mà cái thằng, mà cái bọn một lũ xanh cũng làm ăn. Như cất. Ấn còn đéo ấn được vào cái nút cần confirm thì đéo hiểu là thế nào. À đây rồi. Đâu. Mời anh em vào ạ. Dạ, trận đấu thứ hai vẫn là DCT solo. Khổ, cũng muốn sang phần observer để cho anh em vào lắm. Nhưng mà tôi kích sợ observer nó đéo sang. Thì cứ bị delay. Đâu, đạt vị trí số, à đạt số 15.
Yến Yến đéo nào? Tiến đẹp dai mà. 20 kìa. 20 là L X X O O X L mà. Thế à? Có Yến Yến mà, Yến Yến 0507 mà. Đạt nhìn ở chỗ đéo nào vậy? 20 kìa. Số 20 cơ mà. 20 là L X X O O X L mà. À, thế là lại đổi lại rồi. Yến Yến đâu rồi? Yến Yến đâu rồi? Yến Yến nào mẹ rồi sao ấy? Đâu rồi Vũ, số bao nhiêu đây? Là 1. Yến là con trai đấy á? Ờ đúng rồi, Yến là con trai đấy, đã có lần tao vào tao hỏi rồi thì phải. Tứ lại vị trí số 100 mà, đéo hiểu, lúc nào cũng con cu ngỏng để vào hỏi chuyện Tứ cái xem như nào. Đây, trong giải đấu giới thiệu với cả Đạt và Vũ số 90 nhá. Anh họ của Srao. Srao nhá. Anh họ Srao. À, Yến Yến sang phần ăn Asai rồi. Thế là sao Yến lại sang phần ăn? À không, Yến này là con trai. Không sang Observer được, phải đéo hiểu cái game. Thế còn 5 vị trí anh em nào vào luôn đi, còn 5 vị trí sao nó cứ đơ ra này nhỉ? Hay là nó là game nó đơ đấy? Đây rồi. Thế à? Tao bị đơ mẹ rồi, đéo hiểu, tao còn đéo ắt ấn sang cái phần Observer được ạ. À. Sang từ đời đéo được rồi. À thế à? Đi về bọn lỗ xanh nhé. Đéo hiểu về cái bọn lỗ xanh này luôn. Thề đấy, đủ người chưa để ta còn ấn start? Anh bị lag thế rồi, có stream được không? Bình thường, nhưng vấn đề là mẹ... Full rồi đấy. Full chưa? Đấy. Rồi, full rồi, tôi start, khổ. Khéo start còn đéo start được cái chứ mẹ. Số 96 còn cả cậu Hồng, cậu Vàng rồi giờ có cả cậu Hồng. Không hiểu. Đéo start được cái con mẹ. Start mẹ rồi mà. Ơ chà. Đi cắn rồi này, em vừa giết một thằng xong này. Đi cắn. Đi. Tôi thề với anh em, cái bọn lỗ xanh nó làm game phải nói là mẹ vãi đáy. Thế nếu nào bây giờ em mới còn tầm quá nửa chơi vào. Nếu là sao 4 mùa khoai sọ rồi mà vẫn mẹ chưa ra cái gì. 4 năm rồi cả. Game này là 4 năm rồi cả, có lồn. Gì? 4 mùa. Đéo kích start được. Mày... Đéo vào mẹ game rồi còn kích cái đéo gì? Đi mà nhìn đéo kích. Con mẹ nó chứ. Quyết đi vào lại à? Quyết vào lại á? À? Thế mày đang ở, mày đang ở trong chưa? Em cũng đang ở cái đấy, em cũng đang ở cái màn hình chờ. Em đang ở lobby với ném táo với anh em này, 1 phút nó bắt đầu này. Đi. Đéo hiểu đi. Ăn okay. Táo vào mồm đi. Các anh em ở trong đấy là các anh em sẽ chơi giải với lại Vũ nhá. Có Vũ có trả tiền cho anh em không thì là không biết. Ờ đúng rồi. Tôi sẽ out ra với ông Dũng làm một cái giải khác. Nếu hiểu không có này mà nó cũng... Anh em nào mà chưa đăng ký kênh trực tiếp game trên Nonolip, anh em bấm nút đăng ký giúp tôi nhá. Giờ bọn tôi sẽ thỉnh thoảng chơi co-op. À đây là bây giờ mới nhìn thấy là đầy 100 này. Đi cái con mẹ... Vãi cặc, bây giờ mới thấy đủ 100 người ạ. À. Phải cả lìn với anh lỗ xanh này mẹ. Đùa. Anh Việt Cong, Việt Cống bắn pro lắm, bắn cả nước ngoài à? À nha. Kinh quá nhỉ. Cái này thì làm thì đéo nào bây giờ? Bây giờ Đạt, anh thằng, thằng Đạt vào được chưa? Anh thoát hẳn game ra rồi anh vào lại. Nhưng mày vào được chưa? Em đang vào. Vậy thôi, thế này phải an F4 rồi anh em ạ. Lên máy bay giờ này, có quit không nào thì quit nào. Không phải quit, tao vào lại đây. À rồi, đấy yên tâm không bị soi rồi. Yeah. Con mẹ ăn Aero up kill quay update rồi thì đéo nào. Rồi, giải trực tiếp update rồi. Không có gì, em báo cho người top 1 cho không phải lo, nhá. Ờ, thì khoản tiền này là sẽ do Vũ và Đạt cùng chung tay nhá. Dạ, dạ. Anh em hiệp ván trước không lấy 150k cho nên là Vũ với Đạt chỉ cần mỗi người 75k thôi. Ừ.
Ông Sa vào rồi. Mạnh. Vim chẳng hụt. Tại sao mình lại nhảy kiểu đéo thì vào thẳng cái khu chết này. Từ từ hãng chết vội để ta còn soi cái chết của mày. Đừng chết vội. Đây đây đây, yên tâm yên tâm yên tâm. Em xuống ruộng bậc thang rồi. Khổ, tôi còn phải cố gắng vào nhanh để còn được xem cảnh chết của Vũ ạ. Rồi, ta vào lại rồi. Ta vào lại rồi anh em ạ. Việt Cống. Anh em và vẫn tôi đã từng nói chuyện riêng với anh em Việt Cống rồi, và nickname của anh em là Việt Cống nhá. Người Việt cho sống tại Bắc Cực. Người ta gọi là Bắc Kiều nhá. Bắc Kiều. Bắc Kiều Phong. Bắc Kiều Phong đấy. Ừ. Đéo mẹ súng này bắn như nào? Anh ơi đừng chửi bậy, bố em đập chết. Ôi anh em, em mèo úp đi là chết mẹ rồi. Ồ. Đó, xem tình hình. Ôi Vũ đang ở gần cái khu giao tranh rất kinh khủng. Vậy thoát khỏi đây thôi. Đâu thì nó nhiều được nữa. Đang có rất nhiều giao tranh xung quanh chỗ Vũ. Ui giời ơi, anh ơi bắn chỗ khác đi. Em không bảo vệ súng revolver gì vậy, thưa hưởng thư thơi thôi. À đạt cũng đang ở gần khu vực Vũ này. Đạt đang săn kill đầu tiên. Khá kinh. Đây là. Ờ. Chúng ta cùng xem đạt. Một mạng đầu tiên cho đạt. Quá ô, tốt. Nào bốn đều này. Kinh đây. Kinh đây. Mạng đầu tiên cho đạt. Xin phép luôn đấy. Rất đã tốt. Cây, rất tốt. Muốn nặng mà gió chẳng đừng. Một mình pha đang... coi như là UMP tỉa đầu khá kinh. Em cũng không muốn giết bạn đâu, nhưng mà đang lút dở bạn đã bắn sang nhà em. Anh phải sang nhà. Vũ hiện nay là giờ ở khá gần đạt nhá. Chắc là coi như là tư tưởng lớn gặp nhau. Ôi sao nhiều súng thế. Map này có bị giới hạn súng theo đâu. Này. Bây giờ đéo có ba lô à. Này. Bảo sao. Thằng đạt sắp chết rồi. Nghỉ lắm. Vũ nhá, báo luôn cho Vũ một tin là bên mày là đéo có thằng nào nhá. À to 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 to. Đáng tin không nhỉ? Con cu ngổng đây rồi. Để tôi trò chuyện tí. Tứ à, cái tình hình nào sao bắn trước bắn chán thế? Dạ, thế thằng nào nó vừa bắn vừa đấy thì còn chưa có súng nó bắn chết mẹ rồi. Ai định thế, anh người thất vọng đây, anh trông đợi vào em lắm nên khổ. Trận này lại còn nhảy ngay vào khu vực bút cam cả. Kinh đấy. Anh phải tin em sẽ clear bút cam đây xem. Rồi, clear bút cam cho anh xem. Vâng, đây nếu anh em chưa biết đây là Tứ, thanh niên chim dài nhất Hải Dương. Cùng xem. Nó đâu rồi? Xung quanh tao chỉ biết là xung quanh mày có rất nhiều địch rồi, còn ở đâu thì phải tự mà tìm chứ bây giờ còn hỏi nó ở đâu. Không soi stream à? Tích cực soi stream đi. Xung quanh em có ai không? Xung quanh mày đã mà nói từ lúc nãy là đéo có ai mà khổ. Ờ, em thấy vậy. Đâu xem nào. Ờ, ôi. Ơ kìa, đi về. Đi về, tôi sắp được chiêm ngưỡng một trong những màn có thể nói là về highlight trong trận này rồi em ơi. Em có nhìn thấy cái gì trên màn hình không ạ? Chúng ta sắp sửa có highlight rồi ạ. Dạ. Ôi giời ơi. Có phải tao nói về chúng mày đéo đâu mà đéo hiểu đi pệ. Quay đi xem một cái cặp đấu nhau xong quay lại theo Vũ ông đạp cái ông đều sợ đứng yên một chỗ đéo hiểu liên quan đéo gì. Cái gì đâu. Xung quanh Vũ không có ai này. Xem thử xung quanh đạt. Đéo nó có ảnh dung in treo đấy. Xung quanh đạt đéo có ai này. Đâu. Đấy. Ờ, ảnh dung in thời trẻ. Thời niên thiếu của In Dũng. Xem đạt nào. Xung quanh đạt cũng đéo có ai nhá.
Rồi chúng ta cùng đến với một pha giao chiến của hai anh em tay to vẫn hay thi đấu trong giải đấu của tôi. Anh em cho xin kèo ạ. Dạ, cho xin kèo ạ. Anh em nào mà chọn coi như là cái anh em mà tôi đang xem thì anh em kèo số 1. Có anh em nào mà chọn cái anh em này thì anh em kèo số 2. Ai sẽ là người chiến thắng trong hai tay to này? Em chết rồi anh Dũng ơi. Mày chết thì đéo được. Em vừa ăn quả bom vào mồm này. Ai ném bom mày xung quanh mềm đéo qua ai? Vừa nổ banh cả giái. Đấy. Con mẹ. Chơi bẩn quá. Banh cả giái. À càng ngon đấy. Vũ lại còn đéo yêu lại còn bắn đổ cái thùng kia nên thằng dở hơi thì trong lúc cũng quấn quá khổ. Không hiểu mà anh em hiểu nhau mà. Banh cả dái. Khổ cái dáng của Vũ cũng là dáng banh dái đây này anh em này. Đéo yêu khổ. À, anh em mẹ trả thù đến rồi. Ok. Trả thù con ngào. Đéo hiểu với anh em thắng còi đây thì đạt kinh vậy. Đạt đã có mẹ 3 kill rồi. 4 rồi chứ. 3. 4 đéo được. Này thì ôi giời, một anh em Kutubo vừa đến giết Đạt đã bị ăn quả liệu chết rồi. Đạt rất may mắn có 3 kill cho Đạt rồi. Rồi. Thế này thì có vẻ rất đông anh em đến để trả thù cho Vũ. Đạt à, chết chưa? Đạt vẫn chưa chết. Chết. Đạt gần đứt rồi, yếu lắm rồi. Yếu đi lắm rồi. Con về chó. Đi à. Đông vãi lộn, đéo hiểu đây. Tống chó là chết ngay. Được 3 kill rồi, thốc được các em như nào chứ. Thực ra quả đếm hết đạn, còn có mấy chục viên chưa kịp loot thì xác tôi cũng còn có mấy chục, còn có mấy mấy viên đạn thôi, hết đạn rồi. Khổ thế, đéo nào giết Vũ mẹ bị các em đến quay kinh VL thì đúng là cái khu gần đấy đang là cái khu đông người chứ. Khổ, quả đấy đạp và còn đéo chết, vì anh em cờ lao thì cũng chết, vì anh em khôi vi ở đằng sau thôi. Khổ, đã có ngay một anh em canh trên đồi cầm súng ngắm chuẩn bị bắn vào đầu Đạt thì lại có anh em Cloud XP đến và giết Đạt. Đạt cũng đéo sống được. Ồ. Rồng cuộn hổ phục xung quanh VL. Thôi có được 3 kill, chắc hơn khá nhiều anh em ở đây. Đây. Cloud XP sắp sửa đối đầu với Khôi Vi rồi. Cùng xem hai người định giết Đạt ai sẽ là thắng. Vâng, như vậy là Khôi Vi đã thắng. Một pha AK giữa đầu quá đẹp từ phía Khôi Vi. Cloud it me à. Như AK đấy là chắc là thừa hưởng của mình ấy. Như vậy là nhá. Thằng giết Vũ đã chết. Ok. Tôi vừa phân tích cho anh em đấy. Thằng giết Vũ đã chết nhá. Cái khẩu AK đấy là thừa kế đấy. À thế à. Qua coi như là mấy đời chủ rồi đấy hả? Khổ. Ai cầm khẩu AK đấy là mạng sau là dụng đấy. Thôi nói chung là cả Vũ và Đạt cũng đã đều được ngậm cười nơi chín suối. Đạt là còn khá, còn Vũ thi đấu với đéo hiểu sao thằng Đạt lại biết Vũ ở trong đấy khổ. Nó tàng lịu vào Vũ. Đang dậy nó đá stream. Vũ vẫn lịu tung cả giải. Bắn rồi bắn đổ cả thùng kia. Đéo hiểu là con bắn đổ thùng kia làm gì, lỗ mẹ vị trí cho nó bắn cho khổ. Ở đây em biết trong nhà rồi, có vật chạy lên quận. Chị may ra thì giải giáp quỳ hàng, quỳ xuống thì may ra. Quả đấy nó bị tân tiết, có khi là Vũ quả đấy định tân tiết rồi. Định bắn trong nổ để cương liệt. Làm đéo đủ. Cậu Hồng của chúng ta đây rồi. Cậu Hồng và Vương Quốc. Chúng ta cùng xem là cậu Hồng sau khi được bán cho coi như là địa chủ thì sẽ ra sao đây. Địa chủ này được nắm cảm Vương Quốc. Lại ngoảnh đít về phía kẻ địch rồi. Này, này.
cậu Hồng và Vương Quốc. Chúng ta cùng xem số phận của cậu Hồng. Kìa, ở cái kia, cái con này kia. Ôi giời, hai ông về điều hiểu đi qua đời nhau một cách có thể nói là mẹ chưa bao giờ mẹ đi qua hơn. Ok, ông kia là còn đứng đây sư tử hồng đâu chứ. Chết mẹ. À, trước khi chết khổ, anh em Vương Quốc sư tử hồng phát cuối cùng trước khi chết. Biết là mình sắp chết bo, đứng ở trên vách đá và bắn súng lên rời. Một cú giống thống thiết. Khổ. Sư tử hồng phát cuối cùng. Khổ thân anh em Vương Quốc. Thế việc của Đạt Vũ xong rồi đấy. Thôi thì nhá. Theo giải thì... nhá. Ba kêu tưởng ba kêu có tiền. Ờ, ba kêu có tiền thì đỡ để tao giờ gửi cho. 500k đi. Ok luôn. Anh em lên Google tìm giúp tao cái hình. Có xe ngay. Xem nốt đéo gì. Đéo hiểu. Spark Bomb Music và VN Manh. À. Xem tứ nào. À, xem tứ chắc là vui lắm khi mà anh em xem tứ đấy. Tứ bảo là em sẽ clear khu vực ấy mà. À, tao nhìn thấy tứ rồi nhưng mà không hiểu sao chữ lại mờ. Tứ đâu rồi? Chữ em lại mờ đấy em. Em đang bắn mẹ em gọi về ăn cơm nên là bị nó bắn chết rồi. Ôi, thì về ăn cơm đi. Nhà có việc gì? Nhà có việc chứ gì? Nhà có việc xin phép về trước chứ gì? Được rồi, anh em hiểu. Rồi, khổ. Anh cứ trông đợi những pha highlight của em. Khổ. Thật đăng highlight nhiều vãi mà anh em. Anh em nhớ cáp lại cho tôi cái highlight tôi bắn cân ba nhá. Cái gì thì để thể hiện là người chơi như nào. Xóa cả game rồi mà vẫn. Hôm nay chỉ có mỗi mình cháu Huy là đụt tay to hơn chân là tham dự giải đấu rồi. Hôm nay không thấy có dự, không thấy có ai cả đây rồi. Xin cây. Xin cây và đau 97. Đang đi vòng một lượt quanh nhà. Sau đó mới quay lại gạt gió trăng. Không có gì phải vội cả. Thế là xong rồi à? Còn trận tiếp không? Xong rồi, hết rồi. Nhá. Đi. Giải lẽ tôi có 2 trận bảo. Nghe em tổ chức cái giải mẹ. Ai chết trước là ăn tiền. Không phải đấy. Mẹ bố đời. Bắn cứ ngồi thủ thúc trong nhà kêu đéo gì. Phủ phục mẹ. Thôi nghỉ ngơi, tắm rửa, rửa chim, rửa bím đi. May rồi. Mà may mà Vũ là còn bị mình giết đấy chứ. Tính là 3-4 anh em vào. Ok. Đang bang. Rồi rồi. AK từ phía tay. Tay và gay. Rồi, đi rồi. Anh em gay bắn rất tốt. FEG gay. AK và QBU phía trên là Omigos. Ngay phía trên thôi là Omigos. Omigos đang dính gay rồi. Mấy cái nón niếc là cái gì đấy? Cờ nón này rồi. Ui dồi ôi, mẹ giữa đầu gay cờ nón này là anh em chắc là gửi ấy à? Cờ nón nào? Sticker. Sticker đấy. Mỗi một cái sticker mua trên này là 50 đô một sticker đấy. Phải lôn, kinh có cái lắm. Súng thần tim này là 899 này. Kinh lắm. Xét luôn, ngại gì đâu. Mà đều có top up à? Mr. Down 97 đang trong nhà kia, ok, tôi xong rồi đi. Cổ tân anh em. Omnigos go, leo cửa sổ vào, có thằng nó đang ngồi mẹ. Mẹ lù lù như cục cứt trong nhà, nó bắn cho mẹ khổ. Khổ thân anh em. À đây rồi, Yến Yến đây rồi. Yến Yến sắp chết mẹ rồi. Yến đang ở ngoài bo và còn sắp chết thôi thì giống phát quế bay. Dùng súng bắn lên rơi, phát quế bay. Đeo cái gì, chết một cách oanh liệt đi Yến. Xong thì đéo được. Ủa khổ, vẫn đang liên tục quấn như băng vệ sinh khổ thân Yến. À, từng này cũng đéo đủ để chạy vào bo được mà. Nhắm là Yến sao lại bị rong à? Đây à, 999 tiền là 233.000. Là cái gì? Cái sò này, cái tên vàng này. À. Ấy là cháu Huy đã có 5 kill rồi. 2 triệu rưỡi. Kinh phết nhở.
Đúng là mẹ các cháu ở trong team Đụt Du Nhô khác bắn tởm thật. Ôi, công Vinh tặng điếu thuốc kìa. Mẹ mày. Vãi cả trường. Rồi tên kiểu điếu thuốc đéo đó là cái bánh mì, điếu thuốc kẹt ý. Huỳnh Ngọc điếu ánh thuốc. Mai là bánh mì. Cái này đầu tiên tao nhìn tao được điếu thuốc. À anh em Khôi Vi rồi. Cái thằng giết Vũ. Nhá. À không, cái thằng giết cái thằng giết cái thằng giết Vũ đang chuẩn bị bắn nhau với cả còn gì nữa, cái thằng giết Vũ đang bắn nhau với cả cháu Huy trong team Đụt Tay To Hơn Chân, à team Đụt Du Nhô. Cháu có 5 kill cũng hơn chú có 2 kill kém nhá, bắn bắp gì nhiều thế là hơi kém đấy. Sang nhà nó xúc luôn. Cậu Hồng vẫn sống ạ, à, vãi đái. Còn thế nào có anh em shipper là ngồi trên mái nhà kìa. Vãi lên ngồi trên mái nhà. Ông shipper pro ngồi trên mái nhà. Kinh cái đéo ông nhảy kiểu gì. Ông nhảy mẹ ngồi mẹ trên cái xà nhà này. Ông đợi người mò vào trong nhà này là ông bắn này. Khôn VL. Báo với tất cả các anh em ở trong khu vực này là có một thằng đang ngồi trên xà nhà nhá. Anh em vào nhà cẩn thận có thằng ngồi trên xà nhà nhá. Cảnh báo tất cả các anh em cẩn thận có thằng ngồi trên xà nhà, kiểm tra xà nhà nhà mình nhá. Không biết có anh em nào nghe thì được không? À, một quả lựu sao rồi. Này thì ngồi trên xà nhà này. Ngồi trên xà nhà này, chết với cậu Hồng này, cậu Hồng đâu rồi? Ôi giời, chết với cậu Hồng ngay. Bố láo, bố lều, chơi bẩn. Sao nó ngồi... sao nó lên được đấy nhỉ? Ủa? Cậu chết mẹ rồi. Hồ, cậu Hồng cũng vừa mới có kill xong vào nhà chưa kịp làm gì. Nó lại một pha, coi như một khẩu súng phát súng vào giữa đầu mẹ luôn. Nhảy được ba, bây giờ có đi. Cái mẹo nhảy đây. Phải nhảy lên cái chanh, xong rồi lại nhảy lên cái túi rác, xong nhảy lên cái cửa, xong nhảy lên đấy. Địt với vãi lồn thật đấy. Kinh lắm. Đây rồi. Thằng giết Vũ. Phía trên là anh em Ri Phan Công Sinh bị bắn tới phía thằng giết Vũ rồi. Công Sinh và thằng giết Vũ. Chỉ cần mẹ. Thiếu rồi. Ờ công Vi có giết được thằng giết Vũ không? Rồi, như vậy là thằng giết Vũ đã bị anh em Ri Phan giết rồi. Như vậy là từ giờ đây là cái chức cái biệt danh của anh em Refund sẽ là thằng giết cái thằng giết Vũ. Tức là đâu vẫn thiếu. Trưởng môn nhân đời thứ 5 rồi còn đéo gì nữa. Mày trưởng môn nhân đời. Và sân luận kiếm mẹ rồi. Không biết là có lấy cái khẩu AK của Vũ không chứ phải lấy cái đồ gọi là mẹ truyền kỳ của bang chứ. Đa câu bổng à. Băng mát thì đúng là băng nhật. Ôi rồi sắp sửa có trưởng môn nhân đời thứ 6 rồi. Thì mẹ. Mấy khẩu AK đó. Trưởng môn nhân đời thứ 6 đã thuộc về CCS System. Vâng. Sắp trưởng có trưởng môn nhân đời thứ 7 rồi. Trưởng môn nhân đời thứ 7 là cháu thì tay to ăn chân. Đó là trưởng môn nhân đời thứ 7. Ôi trưởng nhân đời thứ 7 vừa mới tiêu diệt một kẻ đang định tranh giành chức trưởng môn nhân đời thứ 8. Trưởng nhân thứ 7 quá kinh. Chúng ta còn 7 người còn sống, trong đây có trưởng môn nhân đời thứ 7. Hôm nay đúng là một ngày của số 7. Đâu hiểu. Bò á? Bò đâu, vừa bị bắn vừa bò. Chúng ta cứ gọi là trưởng môn nhân này được rồi. Như vậy bây giờ là Đụt Tay To Hơn Chân sẽ có danh hiệu là thằng giết cái thằng giết Vũ nhá. Thế còn 5 người còn sống, trong đó có anh em Cun Câu. Cun Câu với 4 kill. Một cái bo còn rất là nhỏ thôi. Kinh nhỉ. Thật sự bắn kinh thật đấy. Đâu, đây là Huy. Dự trình nó còn cao gấp đôi Huy cơ. Mày đã là gì vậy? Dự là thằng nào nhỉ?
thằng Cu mới có 14 tuổi, 15 tuổi ấy. Còn Titan chân này là cũng phải 17 rồi. 17, 18 rồi. Bây giờ tuổi trẻ tài cao lắm. Chúng ta còn 5 người còn sống và đang có hai anh em Ryber, Thuận và Black D đang ở trên khu vực trên đồi. Có nhìn thấy nhau không? Có vẻ như... Kìa! Black D nhìn thấy Thuận rồi! K98! Nhìn thấy rồi nhưng không bắn vì sợ lộ vị trí. Này, tôi thấy là có dấu hiệu là team up từ phía BGG, Black D và Thuận nhá. Team up à? Tại sao cho pha vừa rồi lại không bắn? Rất nghi ngờ. Cun cao đi rồi. Trưởng môn nhân đời thứ 7 quá kinh. Tôi rất nghi ngờ hai ông Ryber Thuận với ông Black D này. Rất nghi ngờ. Có trưởng môn nhân đời thứ 8 không? Liệu Thuận đi rồi. Không sao. Rất may. Không, có vẻ như không phải. Ôi dồi ôi, Thuận đi rồi. Thuận đã chui trong khói rồi. Black đi như vậy đã hết mất đạn K98. Đang tính phòng vòng ra phía sau của tay to hơn chân. Cũng có thể là chỉ là không muốn lộ thôi. Không muốn lộ vị trí thôi. Móc được ạ. Ôi ôi, trượt rồi. Trượt vị trí của Huy rồi. Như vậy là trưởng môn nhân đời thứ 7 đã có kill. Trưởng môn nhân thứ 7 tiếp tục có kill nữa. Liệu trưởng môn nhân đời thứ 7 có được top 1 hay không? Ôi giời ơi, quá tốt cho đủ tay to chân. Như vậy là đủ tay to chân chính là người được top 1 trong ván đầu thứ 2 với 9 kill. Ôi giời, kinh không? Trưởng môn nhân đời thứ 7 đã không để bất kỳ ai cướp mất cái chức trưởng môn nhân của mình. Vâng, tôi xin nhắc lại với anh em là người được top 1 trong giờ thứ 2 là cái thằng đã giết cái thằng, 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 giết Vũ. Đấy, Vũ cũng có một chút gọi là cũng thơm lây, gọi là có một chút tự hào vì mình là người khởi đầu cái chuỗi đấy. Con đéo nữa. Gọi là mẹ trưởng môn, mẹ mùi đầu của cái người mà mẹ top 1 giải này. Trưởng môn đái tháo đường à? Trưởng môn nhân có anh em Black D và Thuận FT, tôi không biết có team up với nhau hay không, nhưng mà dù có team up thì đến bây giờ là cũng đã ra đi rồi. Team up mà vẫn còn bị coi như là anh em đụt tay chân bắn chết cả hai thì có điều là có vẻ tôi cảm thấy là hơi đau và hơi cay. Khổ. Những người như vậy làm sao mà có được cái gọi là gì? Tư thế để mà có thể trở thành trưởng môn nhân đời thứ 8 được. Không được. Anh ta cùng xem Vũ với Đạt hiện tại đang xếp nó thứ gì nhỉ? Gần nhau thôi. Vũ là cũng thứ 63. Vâng, cũng Vũ là thứ 63, còn Đạt là cũng 52. Giời ơi, 49 gặp 53 thôi. Không, nhưng mà Đạt là cái người mà duy nhất mà xếp thứ coi như là từ sau 35 mà có 3 kill. Tức là kinh phết đấy. Có mỗi anh em thứ 34 Tuấn Anh là có 3 kill thôi. Còn lại là Đạt là cũng kinh. Rồi, như vậy là giờ đầu thứ 2 là top 1 đã thuộc về đụt tay to hơn chân. Cháu Huy, trưởng môn đời thứ 7. Rồi, tí nữa tôi sẽ post bài post lên trên cái trang Facebook cá nhân.